Trấn Thành bị cắm sóng, mất bao nhiêu tiền bạc, hình ảnh. Thưa quý vị, những ngày qua showbiz Việt dậy sóng trước thông tin danh hài Trấn Thành bị cắm sóng trên Đài Vĩnh Long. Đây là động thái quyết liệt nhất từ trước đến nay của một đài truyền hình dành cho nghệ sĩ nhằm hạn chế hại nhảm, hại tục đang hoành hành. Nguyên nhân được cho là trong thời gian qua, Trấn Thành vướng hàng loạt tai tiếng, từ việc tạo ra dị bản vở cái lương Tô Ánh Nguyệt kinh điển, gây cười dễ dãi trong các chương trình hài, cho đến những phát ngôn thách thức dư luận. TV là của chung, chúng ta nên chọn lọc mà xem, nếu quý vị cảm thấy chương trình nào nhảm nhí, hãy tắt TV. Với quyết định này, kèm loạt hệ quả của nó, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công việc, nguồn thu nhập khá lớn của Trấn Thành. Theo thống kê, Trấn Thành và Trường Giang đang là nghệ sĩ vu sóng gần 20 các game show giải trí. Với tài năng, sự thông minh, Trấn Thành xuất hiện ở nhiều vai trò như giám khảo, MC, diễn viên hài và cả lĩnh vực ca hát. Một nguồn tin cho biết, mức cát xê của Trấn Thành chỉ đứng sau Hoài Linh, dao động từ 300 đến 600 triệu đồng cho một game show, và trong khoảng thời gian này, anh có thể chạy show khác. Điều này cho thấy, việc mất đi một chương trình ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu nhập của nam danh hài, chưa kể hiệu ứng dây chuyền của việc bị cấm sóng. Bên cạnh đó, việc các nghệ sĩ nổi tiếng như Xuân Hương, nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thanh Hải, Chiến Thắng đồng quan điểm với nhà đài cấm sóng Trấn Thành để thanh lọc hài nhảm trên sóng truyền hình, khiến hình ảnh của anh bị giảm sút nghiêm trọng. Khi hình ảnh nghệ sĩ bị ảnh hưởng bởi scandal, các thương hiệu sẽ phải gỡ bỏ hình ảnh của họ ra khỏi logo quảng cáo, đồng nghĩa với việc mất hợp đồng. Hiện nay, Trấn Thành đang làm gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng điện thoại, bột giặt, nước giải khát, giá trị của mỗi hợp đồng lên tới 9 chữ số và là nguồn thu chính của nam danh hài. Và có lẽ các nhãn hàng, thương hiệu không dại dột đầu tư những TVC tiền tỷ để bị cắm sóng chỉ vì nhân vật chính. Trước tình cảnh của Trấn Thành, danh hài Thu Trang không giấu nỗi lo lắng cho anh. Bảo đảm luôn, trong đầu giờ vừa hoang mang, vừa có nhiều câu hỏi tại sao. Mà nói nghe nè, đừng hoang mang, đừng đặt câu hỏi chi nữa, bởi vì mọi chuyện trên đời này xảy ra đều có cái duyên của nó. Cứ coi như đây là cái hạn bạn phải gánh trong năm xuôi thôi, và hãy tin rằng khi cánh cửa này đóng lại thì sẽ có rất nhiều cánh cửa khác mở ra cho mình lựa chọn. Quan trọng là bạn có tài thì lo gì, qua chuyện này chắc hẳn bạn sẽ trở thành chín chắn và mạnh mẽ hơn nhiều. Có thể thấy vụ lùm xùm cắm sóng khiến Trấn Thành bị ảnh hưởng nặng nề, không chỉ đơn thuần là tiền bạc mà còn cả tinh thần của một ngôi sao giải trí có hàng triệu người hâm mộ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trấn Thành chỉ là một cá nhân, không thể quyết định được chất lượng chung của sản phẩm hài. Trấn Thành cũng đã gửi lời xin lỗi công chúng và hứa thay đổi bản thân sau tai tiếng. Nhìn nhận một cách tích cực, sự việc cắm sóng lần này cũng là cơ hội để Trấn Thành tỉnh lại. Chỉ cần Trấn Thành rút ra cho bản thân mình một bài học, xây dựng lại hình ảnh tích cực hơn, biết cách tiết chế cảm xúc khi tham gia các game show thì anh vẫn là một ngôi sao sáng trong làng giải trí.